Chào các bạn, video ngày hôm nay thì Giang Venus sẽ dành tặng cho các bạn trong cộng đồng LGBT. Có rất là nhiều khán giả cũng như là bạn bè của Giang thôi cũng hỏi là không biết là các bạn trong LGBT, đặc biệt là các bạn boss và top, khi mà ân ái sẽ làm tình như thế nào? Và lúc mà làm tình ở trong cái lỗ hậu như thế, nó có sướng hay không? Tại vì nếu mà chúng ta làm tình trong cái lỗ âm đạo thì còn tiết chất nhơn, nhưng đây lỗ hậu thì nó rất là khít và có gọi là trinh ác nữa, thì nó có đau hay không? Và một trong những cái giải pháp để cho cuộc yêu ân ái của các bạn boss và top đó chính là gel bôi trơn. Vậy gel bôi trơn là gì, cách sử dụng như thế nào, mua ở đâu và giá cả như thế nào là hợp lý, thì video ngày hôm nay thì Giang Venus sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn tất tần tật tuốt tuần tuột về gel bôi trơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Ok, let's go. Mới nghe về gel bôi trơn thì có rất nhiều bạn chỉ liên tưởng đó là làm tình với các bạn gay thôi. Nhưng có một sự thật đó là những bạn nào mà chưa ân ái bao giờ, vẫn còn tem hay gọi là vẫn còn trinh nguyên ý, thì chúng ta cũng nên trải nghiệm gel bôi trơn. Tại vì cái cảm giác lần đầu tiên khi ân hệ, cái cảm giác gọi là phá trinh ý, nó rất là đau, gọi là có thể bị ám ảnh suốt đời tại vì nó rất là rát. Đó, thì các bạn có thể dùng gel bôi trơn. Hoặc các chị em trong giai đoạn sinh em bé xong, độ tuổi stress, nội tiết tố giảm, bị khô hạn. Trời ơi, khô hạn như sa mạc Sahara ấy. Đặc biệt khi ân ái, cậu nhỏ tiếp xúc với cô bé rất là đau, cũng như là khô rát. Chính vì thế chúng ta phải có gel bôi trơn. Vậy, gel bôi trơn là gì? Gel bôi trơn là một dạng gel ở thể lỏng và trơn, được kết hợp giữa gel và các thành phần tự nhiên khác rất là an toàn lành tính. Và nó có tác dụng thứ nhất đó là bôi trơn. Bôi trơn có thể là dương vật, có thể là âm đạo, cũng có thể là chính đồ chơi tình dục. Tiếp theo nữa, gel bôi trơn sẽ giảm ma sát khi ân ái. Và có rất là nhiều gel bôi trơn khi mà ân ái làm tình, nó còn kích thích cả huyệt yêu và nó làm cho cái cậu nhỏ cũng như cô bé được kích thích và sung sướng hơn, cũng có thể kéo dài thời gian hơn. Và bên cạnh đó còn có nhiều gel bôi trơn khi mà chị em phụ nữ cũng như các anh nam giới trải nghiệm thì nó còn có tác dụng đó là giảm viêm nhiễm âm đạo cũng như là giảm viêm nhiễm nam khoa, rất là hay. Và cái quan trọng nhất của gel bôi trơn đó chính là làm cho chúng ta có cái cảm giác như thật giống như bao cao su ấy, nhưng mà chúng ta sẽ nó dễ hơn, nó gọi là thông thoáng hơn, nó mềm mượt hơn và gọi là nó láng miệng khi mà chúng ta ân ái hơn. Đặc biệt những chị em nào mà đang bị khô hạn vùng kín thì gel bôi trơn chính là vị cứu tinh giúp cho cuộc yêu của các chị trở nên thăng hoa và viên mãn hơn. Vậy gel bôi trơn thì thường được bán ở đâu? Thứ nhất đó là hiệu thuốc và thứ hai đó là cửa hàng tiện ích. Có rất là nhiều người muốn mua ở hiệu thuốc tại vì là giá cả thì bình ổn, rất là hợp lý. Bên cạnh đó cái người bán cũng tư vấn rất là hợp lý cho bạn là nên dùng cái loại này để tăng cái ma sát hơn hay là giúp cho bạn cái cuộc yêu thăng hoa hơn. Hoặc có rất là nhiều gel bôi trơn nhá, nó rất là nóng, bôi vào tầm 5 đến 15 giây nó rất là nóng như cái núi lửa hoặc là chúng ta đang bị trĩ vậy. Nhưng mà có rất là nhiều gel bôi trơn bôi vào rất là mát lạnh. Nhưng có một số gel thì gốc nước, đấy, gốc silicone, gốc dầu. Và nếu các bạn không được tư vấn thì nó rất là khó để các bạn có thể lựa chọn một loại gel bôi trơn hợp lý mà vẫn an toàn. Còn nếu các bạn mua ở cửa hàng tiện ích thì làm sao? Xã hội ngày càng phát triển thì có rất là nhiều các cửa hàng tiện ích mọc ra, đúng không ạ? Và đa số là tôi thấy có rất là nhiều bạn trẻ cũng vào mua này, rồi sau đó là cho vào cái túi đen đen này. Nhưng mà không phải là bạn nào cũng am hiểu. Giả dụ bạn vào hiệu thuốc, bạn mua, bạn biết là à, cái loại này là mình đang dùng rất là thích và sướng rồi, thì có cái cửa hàng tiện ích gần nhà hơn thì mình có thể vào mua. Nhưng mà bên cạnh đó có rất là nhiều bạn không am hiểu, chỉ gọi là vào mua và để giải quyết thôi. Chính vì thế khi mà lựa chọn thì có những cái sản phẩm rất là đắt, hoặc có những cái sản phẩm đó là dùng nó có thể bị teo âm đạo cũng như là làm cho đau cả lỗ hậu nữa, nên là các bạn sẽ bị ám ảnh và lựa chọn sai về cái gel bôi trơn mà mình mong muốn. Sản phẩm Venus Amorous giải quyết các vấn đề về xuất tinh sớm, yếu sinh lý, rối loạn cương dương, dương vật không cương cứng, có tác dụng bổ thận tráng xương, tăng cường sinh lực, giải quyết vấn đề mãn dục nam, sinh tinh bổ huyết, là sản phẩm của tập đoàn Venus Group. Venus Amorous lấy lại bản lĩnh phái mạnh. Vậy cách sử dụng gel bôi trơn như thế nào?
Có rất là nhiều chị em và anh em cũng muốn tò mò về cách sử dụng gel bôi trơn làm sao thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai hiệu quả và thứ ba hợp lý nhất. Chính vì thế Giang sẽ đóng gói hướng dẫn sử dụng cách trải nghiệm gel bôi trơn một cách hợp lý và chuẩn y khoa nhất. Và bây giờ Giang sẽ miêu tả cụ thể cho các bạn nhé. Việc đầu tiên, muốn biết cách dùng gel bôi trơn thì các bạn phải có gel bôi trơn, và trên tay Giang đang là gel bôi trơn Venus Love Gel, gel tình yêu của tập đoàn Venus. Và đây là gel bôi trơn đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam và duy nhất trên thế giới là gel bôi trơn có tinh chất vàng. Và cái này thì cả nam cả nữ đều dùng được. Và tiếp theo nữa, không thể thiếu đó là người bạn đồng hành của chúng ta. Và bây giờ Giang sẽ hướng dẫn từng bước một nhé. Bước 1, các bạn sẽ lấy một lượng gel vừa đủ vào tay nhé. Các bạn nhìn ấy. Ok. Bước 2, các bạn sẽ lấy anh chàng của chúng ta lên và chúng ta sẽ thoa nhẹ nhàng vào bờ môi bên ngoài của lỗ hậu. Trời ơi, thoa thôi mà thấy cái mùi hương nước hoa nó nhẹ nhàng nó phả ra rồi. Đây là cái dạng gel mà rất là đặc và cực kỳ tiết kiệm các bạn nhé. Thay vì những cái dạng gel bôi trơn khác ấy, thoa đến đâu nó chảy này, nó rề rề hoặc nó bắn ra rất là nhiều bọt, thì dạng gel bôi trơn của Venus này thì rất là tiết kiệm và có một cái độ mát vừa phải, không kích ứng. Và an toàn hơn nữa đó là cái gel bôi trơn này chúng ta còn có thể ăn được, rất là tuyệt vời. Ok, sau tầm 10 đến 15 giây cái bờ môi ở bên ngoài lỗ hậu nó bắt đầu nó mềm dần thì chúng ta sẽ lấy một lượng gel vừa đủ tiếp theo và chúng ta bắt đầu cho vào bên trong của lỗ hậu. Các bạn tưởng tượng ra không ạ? Tại vì bên ngoài cái bờ môi của lỗ hậu bắt đầu nó mềm ra rồi thì chúng ta mới lấy một lượng gel vừa đủ, chúng ta sẽ cho vào bên trong. Chúng ta ngoái và nhẹ nhàng thôi. Cái bạn đang nằm bên dưới là bạn boss, bạn thở hết sức nhẹ nhàng để cho bạn top có thể là xoa nhẹ nhàng. Bạn boss nằm bên dưới, bạn đừng gồng mình quá nhé. Bạn gồng mình quá thì bạn sẽ thấy bị đau. Các bạn cứ thở ra, thở vào, hít ra, hít vào một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Tại vì là cái lỗ hậu của chúng ta không có chất nhờn, không có chất bôi trơn. Đấy, không có dịch dâm thủy như là cái lỗ âm đạo. Nên là khi mà chúng ta ma sát mà chúng ta quá là gồng mình thì sẽ làm cho các bạn căng thẳng, được chưa nào? Đó, và bạn top sau khi mà đã thấy vẻ mặt của đối phương đó, cũng như là cái lỗ hậu của đối phương bắt đầu mềm ra rồi, các cơ xung quanh lỗ hậu bắt đầu nó có một cái độ gọi là đàn hồi và có một cái độ được bôi trơn một cách hợp lý rồi, thì bắt đầu lấy ngón tay thứ hai đó, cũng bắt đầu ngoáy vào nhẹ nhàng bôi. Các bạn xem đến đây thì có giống cái chi tiết mà tôi đang hướng dẫn làm tình cho các cô gái, các tiểu Eva không ạ? Lúc đầu cho một ngón tay vào bên trong âm đạo đúng không? Sau đó là cho hai ngón tay đúng không nào? Làm sao mà cho cái lỗ của chúng ta sẽ được kích thích chạm đến điểm G? Nữ giới thì có ở bên trong là điểm G, còn lỗ hậu của chúng ta cũng sẽ có điểm G, nhưng chỉ được tiếp nhận khi và chỉ khi bạn top, bạn ấy cho dương vật cắm sâu vào và gọi là đâm vào rất là phê, rất là sướng. Nhưng không phải bạn nào trong LGBT khi mà làm tình lần đầu tiên cũng được lên đỉnh và sung sướng. Tại vì cái cảm giác làm tình ở lỗ hậu sẽ là một cái cảm giác rất là phê, rất là sướng nhưng cực kỳ thốn. Các bạn chú ý nha. Vậy là xong bước 2. Bước 3, trong lúc mà chờ gel bôi trơn thẩm thấu và làm mềm lỗ hậu thì bạn bốp sẽ quay trở lại và bắt đầu bú, liếm, mơn trớn cậu nhỏ cho bạn top. Và các bạn cứ tưởng tượng xem, khi mà lỗ hậu đã nở ra rồi và cái dương vật đã to trĩa vào rồi thì chúng ta chỉ cần á hự, đúng không nào? Nhưng mà bên cạnh đó có một cái lưu ý, đó là các bạn nên trải nghiệm và sử dụng bao cao su. Và bao cao su thì các bạn cũng biết là nên dùng sao cho nó hợp lý. Đầu tiên là khi mà chúng ta đeo áo giáp cho cậu nhỏ rồi thì chúng ta sẽ lấy một lượng gel bôi trơn vừa đủ của Venus chẳng hạn. Các bạn có thể bôi bên ngoài bao cao su. Có rất là nhiều trường hợp các bạn làm sai, đó là các bạn bôi gel bôi trơn ở dương vật rồi các bạn mới mặc áo giáp vào. Trời ơi, có rất là nhiều gel bôi trơn nó bị nóng quá hoặc nó bị lạnh quá, và khi mà các bạn bôi vào sẽ làm rách bao cao su, làm cho cái quá trình ân ái nó không được thăng hoa, nó mất an toàn, các bạn hiểu không ạ? Các bạn lưu ý lại cho Giang, đó là khi mà các bạn làm cho dương vật to ra rồi, các bạn mặc áo giáp vào và các bạn mới bôi gel bôi trơn ở bên ngoài áo giáp, để chúng ta vừa có gel bôi trơn ở lỗ hậu, vừa có gel bôi trơn ở dương vật, và khi chúng ta làm tình ân ái với nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể thăng hoa, các bạn hiểu không ạ? Cái bạn này nó mới cứng trêu vẫn còn di nên là chúng ta sẽ kiểu như thế này nhá. Đó, ok.
Vậy là Giang đã chia sẻ cho các bạn 3 bước trong cái quá trình hướng dẫn làm tình khi mà ân ái, đặc biệt với các bạn gay trong cộng đồng LGBT. Và các bạn thấy Giang miêu tả có đúng không ạ? Có tuyệt vời và có chi tiết không ạ? Và các bạn nên nhớ rằng chúng ta nên cộng thêm bước thứ tư mà Giang vừa nghĩ ra, đó là chúng ta sau khi ân ái xong các bạn nên nhớ rửa vệ sinh, thứ nhất là lỗ hậu, cái thứ hai đó là dương vật. Và các bạn có thể lựa chọn gel vệ sinh bằng tinh chất vàng của Venus để trở thành một combo tuyệt vời với gel bôi trơn của Venus, giúp cho dương vật cũng như là lỗ hậu của các bạn thăng hoa hơn. Và các bạn cùng chờ đón video hướng dẫn cách thụt rửa cho gay chuẩn y khoa mà Giang sẽ làm tới đây nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết cái video này. Nếu bạn thấy hay, hãy ấn like và share. Bên cạnh đó, hãy ấn đăng ký và bật chuông thông báo để xem được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!